Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe dòng Gian XKSL1, một chiếc một thương hiệu Gian rất là quen thuộc ở cửa hàng bên em rồi. Gian XKSL1 là một chiếc cao cấp nhất của dòng Gian XKSL. Vâng, và trước mắt các bác đây là hai chiếc, một chiếc size S và một chiếc size XS mới nhất bên em các bác nhé. Size S phù hợp các bác từ 1m6 1m7, còn size XS là phù hợp các bác từ 1m trên 1m5 đến 1m6. Vâng, phù hợp các chiều cao các bác. Vâng, em sẽ review chiếc xe size S trước. Vâng, ở hình thức đây, hình thức em đánh giá trước này trên 95%, cực kỳ mới các bác nhé. Lướt qua tổng thể là lướt sơn cho các bác. Cái này để chắn không cho xích đập vào khung, gây xước khung, như là em để ở đây chứ không phải do xước gì đâu. Các bác không thích có thể mua về rồi bỏ cái chắn xích này. Cả hai chiếc xe đều là lớp sơn màu đen nhám, đen lì các bác nhé. Đường chỉ đỏ rất là hài hòa xe. Chiếc xe size S đây rất là mới. Sử dụng bộ khung alu XL, một công nghệ làm khung độc quyền của Gian rồi. SL là cao cấp hơn là alu các bác nhé. Qua bộ khung siêu nhẹ và bền. Gian XKSL1 đây cũng là một trong những mẫu xe bán chạy nhất ở tại cửa hàng em. Vâng, ghi đông cổ Ford nguyên bản theo của Gian. Tay nắm Gian luôn. Vâng, và XKSL1 thì là một dòng xe cao cấp. Đây là sử dụng trang bị dây âm sườn các bác nhé, dây đi trong sườn. Những chiếc xe cao cấp thì các bác thường gặp những chiếc dây âm sườn này, dây không để lốp ra ngoài. Xăm lốp đều chính hãng Gian. Đây các bác có thể thấy tất cả đều đồng bộ và nguyên bản. Yên. Vâng, và hai chiếc xe đều có cấu hình là 9 lít 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Shimano Alu Alivio chủ đề. Xích và lít thì rất là mới. Đó, sẽ quay thông số lốp các bác xem. Đây thông số lốp 700 x 28C, và điều đặc biệt là hai chiếc xe này đều sử dụng mayer bạc đạn các bác nhé. Đây mayer bạc đạn nguyên bản của Gian đấy. Chiếc xe XKSL1 thì nâng cấp so với những chiếc SL2 là nâng cấp lên mayer bạc đạn, bộ phanh đĩa dầu đây, phanh dầu thủy lực các bác nhé, của Shimano. Đùi đĩa Shimano nguyên bản theo xe. Đây, hình thức rất là mới chiếc xe.
cao cấp của dòng XKSL. Vâng, ngoài giờ sẽ test chuyển động của chiếc xe này. Lên lít. Vâng, chuyển động rất là tốt, rất là mượt mà. Mayer bạc đạn, bộ chuyển động full bộ group của Shimano. Đúng lít. Vâng, chuyển động rất tốt. Sang bên đĩa đây, xuống đĩa. Dùng bộ đùi đĩa 3 tầng, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt. Bánh quay rất là bon xe. Vâng, và sang chiếc size XS. Hình thức cũng rất là tốt các bác nhá. Đây, dây âm sườn size XS. Công nghệ nhôm alu XSL. Nước sơn rất là đẹp, còn mới. Yên của Giang. Đùi đĩa Shimano. Ủ đề Shimano Alivio. Mã QR chính hãng này. Chống hàng giả các bác nhé. KSL. Vâng, và chiếc xe XS này phù hợp các bác từ 1m53 đến 1m6 có thể đi vừa chiếc xe này. Vâng, tay bấm xả. Ghi đông cổ cốt chính hãng của Giang. Bộ phanh dầu thủy lực. Mayer bạc đạn. Vâng, hai xe thì cấu hình ngang nhau vì cùng một mã. Chỉ có size là khác nhau thôi. Thông số lốp thì cũng tương đương. Đây, em quay thông số lốp ra xem. Bảy trăm nhân 28C. Vâng, và chiếc Giant XKSL 1 đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá là 9.3 triệu, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác lưu ý chọn size trước khi nhắn tin cho em. Một chiếc size S và một chiếc size XS, giá 9.3 triệu các bác nhé. Vâng, các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo cho em 0975709943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video.